xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Quay trở lại với chương trình tin tức, mở đầu sẽ là bản tin về Á Châu. Nhật Bản thất vọng trước việc phải tạm hoãn phóng hỏa tiễn hàng đầu H-3. Nhật Bản vào hôm thứ Sáu đã tạm dừng phóng hỏa tiễn đẩy hạng trung mới đầu tiên trong 3 thập kỷ, trước khi hỏa tiễn H-3 dự định cất cánh sau khi các động cơ tăng áp thứ cấp bên hông không thể khởi động. Trong sự kiện được phát trực tiếp, động cơ chính của H-3 bị ngắt sau khi đếm ngược thời gian phóng về zero, để lại hỏa tiễn dài 57m ở lại trên mặt đất tại phi trường vũ trụ Tanegashima cùng với trọng tải của nó là vệ tinh quan sát mặt đất ALOS-3. Cũng được trang bị cảm biến hồng ngoại được thiết kế để phát hiện hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Ông Masashi Okada, giám đốc dự án H-3 tại cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản là JAXA, cho biết trong một cuộc họp báo khi ông lau đi những giọt nước mắt, rất nhiều người đã theo dõi tiến trình này và chúng tôi thật sự xin lỗi. Điều này thật sự khiến chúng tôi thất vọng. Ông Okada cho biết JAXA sẽ cố gắng thực hiện lần thứ hai trước cuối tháng 3. Nhật Bản đã chế tạo H-3 để tăng cường khả năng tiếp cận không gian độc lập và củng cố cơ hội chiếm thị trường phần lớn hơn trên thị trường phóng toàn cầu từ các đối thủ, bao gồm cả SpaceX của Elon Musk. Trong khi đó, thì tin tức cũng cho hay Philippines đã cho biết cuộc tập trực chung hàng năm của Hoa Kỳ sẽ lớn hơn trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Thưa quý vị, Philippines và Hoa Kỳ trong năm nay sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015. Tư lệnh quân đội Manila đã cho biết hôm ngày 15 tháng 2, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông, theo tin Reuters cho hay. Cuộc tập trận nhấn mạnh mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và diễn ra khi Philippines lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, bao gồm cả việc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào một trong các tàu của Manila trước đây trong tháng này. Cuộc tập trận hàng năm có tên Balikatan sẽ được tiến hành vào quý 2 và có sự tham gia của nhiều binh sĩ cao hơn con số 8.900 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái. Tư lệnh quân đội Romeo Bronner đã nói với phóng viên. Ông Bronner cũng nói, tất cả những bài tập mà chúng tôi đang thực hiện là để đối phó với tất cả các mối đe dọa mà chúng tôi có thể phải đối mặt trong tương lai, cả nhân tạo và tự nhiên. Tổng thống Marcos hôm ngày 14 tháng 2 cũng triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về cường độ và tần suất các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi phần lớn Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Việc Trung Quốc sử dụng tia laser đối với một tàu Philippines vào ngày 6 tháng 2 mà Bộ Ngoại giao nước này khẳng định là hợp pháp đã làm dấy lên những quan ngại và ủng hộ Philippines từ phía các nước như Australia, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ. Người dân Bắc Hàn nhảy múa kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2 đã đưa tin người dân Bắc Hàn đã kỷ niệm 81 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il bằng một bữa tiệc khiêu vũ và sự tập hợp của trẻ em. Trong đoạn phim do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, những người đàn ông và phụ nữ trong trang phục truyền thống của Bắc Hàn đã được nhìn thấy khiêu vũ tại quảng trường Kim Nhật. Thưa quý vị, là quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Đoạn video cũng cho thấy các học sinh mặc quân phục diễn hành tại một sân vận động trong nhà tại cuộc họp toàn quốc chung của Liên hoàn Thiếu nhi Bắc Hàn, gọi tắt là KCU, để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo. Ông Kim Jong-il qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 sau khi lãnh đạo nhà nước ẩn dật trong 17 năm. Sinh nhật của ông vào ngày 16 tháng 2 được gọi là ngày của những ngôi sao sáng và đã được tổ chức như một ngày lễ quốc gia. Trong một bản tin khác, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn đã bác phán quyết vụ thảm sát ở làng Phong Nhị. Thưa quý vị, vào hôm ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn đã khẳng định binh sĩ nước này không thực hiện bất kỳ vụ thảm sát nào trong chiến tranh Việt Nam và cho biết
chính phủ sẽ kháng cáo phán quyết về yêu cầu bồi thường cho một phụ nữ Việt Nam có thân nhân thiệt mạng trong một vụ thảm sát vào năm 1968, mà người này cho rằng do thủy quân lục chiến của Nam Hàn gây ra. Khi được hỏi về phán quyết vào tuần trước của tòa án Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn Lee Jong-suk đã nói trước một ủy ban ở Quốc hội rằng bộ của ông chắc chắn rằng hoàn toàn không có vụ thảm sát nào do quân đội của chúng tôi thực hiện trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi không thể đồng ý với phán quyết. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các cơ quan có liên quan để xác định bước pháp lý tiếp theo của chúng tôi. Hãng tin AP đã dẫn lời Bộ trưởng Lee cho biết. Trước đó hôm ngày 7 tháng 2, tòa này đã ra lệnh cho chính phủ của Nam Hàn bồi thường 30 triệu won, tương đương khoảng hơn 23.000 Mỹ Kim, cho bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, người sống sót sau một vết thương do đạn bắn. Nhưng bà lại mất 5 thành viên trong gia đình, bao gồm mẹ và hai chị em, sau khi lính thủy đánh bộ Nam Hàn càn quét làng của Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Eurocharm đề nghị Việt Nam mở rộng miễn thị thực cho tất cả các nước Âu Châu. Hiệp hội Doanh nghiệp Âu Châu tại Việt Nam Eurocharm vừa đề nghị Việt Nam nên mở rộng chương trình miễn thị thực cho tất cả các nước Liên Âu và cho phép thời gian lưu trú miễn thị thực dài hơn để thu hút du lịch, khách du lịch châu Âu. Đề nghị được Eurocharm đưa ra trong sách trắng năm 2022-2023 mới được công bố tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 2. Hiệp hội của Âu Châu nói Việt Nam nên đa dạng hóa thị trường nguồn du lịch để giảm sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc và Nam Hàn. Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp của Âu Châu đã nói với chính phủ Việt Nam rằng khách du lịch Âu Châu thường có xu hướng đến ít địa điểm du lịch hơn, nhưng ở lại lâu hơn tại một điểm đến. Vì vậy, Eurocharm đánh giá cao sự dự thảo gần đây của Việt Nam về việc gia hạn thời gian miễn thị thực nhập cảnh từ 15 ngày lên 30 ngày. Và bày tỏ trong sách trắng rằng họ mong muốn quyết định gia hạn thời gian lưu trú có hiệu lực càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Eurocharm cũng đề nghị chính phủ Việt Nam cân nhắc cho phép miễn thị thực lưu trú từ 3 đến 6 tháng đối với những người Âu Châu có đủ khả năng chi trả cho việc lưu trú dài ngày tại Việt Nam. Một cuộc khảo sát gần đây của Eurocharm đối với 1.300 doanh nghiệp thành viên trong quý 4 năm 2022 cho thấy có đến 47% doanh nghiệp cho rằng Việt Nam có thể nhận thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gọi tắt là FDI, nếu giảm rào cản visa chuyên gia. Khảo sát cũng cho biết vấn đề lớn nhất mà phần lớn thành viên bày tỏ cho mong muốn Việt Nam giải quyết là giảm trở ngại về thủ tục hành chính chiếm 70%, kế đến là cải thiện cơ sở hạ tầng chiếm 53% và sau đó là visa dành cho chuyên gia. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, xứng ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin sân khấu và điện ảnh. Mong quý vị tiếp tục đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.